chúng ta cần phải làm chủ được cái tâm trí của mình, làm chủ được cái hành động của mình, làm chủ được cái cảm xúc của mình anh chị. Và chúng ta là người quyết định, anh chị là người quyết định cuộc đời của chúng ta, hay anh chị để cho cơ thể này quyết định cuộc đời của anh chị ạ? Anh chị là người quyết định cuộc đời anh chị thành công hay không thành công, hay anh chị để cho cái cơ thể này nó quyết định cuộc đời anh chị ạ? À, nếu cái cơ thể của anh chị nó nói rằng là nó thèm uống nước ngọt, nó thèm uống rượu, nó thèm uống bia, nó thèm ăn đồ béo, và anh chị biết rằng là ăn những cái đó vào thì nó chính là vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, vừa tốn sức khỏe nữa, vậy thì anh chị sẽ làm gì? Anh chị sẽ để cái cơ thể này nó quyết định mình, hay là chúng ta sẽ làm chủ nó anh chị? Hay là sao ạ? Hay cơ thể chúng ta nói rằng là thôi đang lười lắm, ngủ đi, có thể là ngủ trưa, có thể là ngủ chiều, có thể là ngủ tối, có thể là ngủ ngày, ngủ suốt ngày luôn. Tại vì sao ạ? Ngủ nó sướng lắm, ngủ chẳng phải động não gì cả, ngủ chẳng cần phải làm gì cả, ngủ là cái việc dễ nhất trên cuộc đời này. Lười suy nghĩ lắm, lười làm lắm, thôi cứ ngủ đi đúng không? Vậy thì cái cơ thể chị nó muốn điều đó, nhưng chúng ta thấy rằng là điều đó là nó không tạo ra cái hiệu quả cho chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ để cho là cơ thể chúng ta quyết định, hay là chúng ta làm chủ nó anh chị? Hay là một số anh chị mình cứ dự định là giờ ngày hôm nay mình sẽ dành ra một giờ đồng hồ để mình gọi điện cho khách hàng của mình, để mình nhắn tin cho khách hàng của mình, để mình làm việc với những đối tác của mình, để mình có thể là kinh doanh, hoặc là để mình có thể là livestream, để mình livestream bán hàng hay làm một cái điều gì đó. Ok chưa? Nhưng mà anh chị dự định như vậy, nhưng mà tới cái giờ đó cái là cái cơ thể chị nói rằng là tôi lười lắm, tôi đang muốn xem tivi, tôi đang thích xem phim, hay là tôi đang thích đi chơi, tôi đang hứng lên đi chơi, đúng là tôi không có hứng làm việc đâu. Vậy thì lúc đó chúng ta phải làm gì anh chị? Và điều đó nó xảy ra trong suốt cái cuộc đời của chúng ta anh chị. Chúng ta để cho cái cơ thể này nó làm chủ, chứ chúng ta không làm chủ nó anh chị. Như Huy đã nói đi nói lại với anh chị rồi, sự khác biệt giữa con người và những cái loài sinh vật khác đó là gì? Những cái loài sinh vật khác là nó có cái phần con, nó chỉ có một phần con thôi. Và con người chúng ta cũng có cái phần con đó. Nhưng điều tạo nên sự khác biệt giữa người và những cái con vật khác đó là gì? Đó là chúng ta có cái phần người nữa anh chị. Chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta có cái tư duy, và chúng ta có cái quyền để cho là cái phần con nó lấn át, hay chúng ta sẽ là để cho cái phần người nó quyết định. Và nếu như mà anh chị để cho cái phần con nó quyết định thì chúng ta chỉ sống như là cái cuộc sống của những cái con sinh vật khác thôi. Trong suốt nhiều năm nó không có chuyện gì thay đổi, nó vẫn như vậy đúng không ạ? Từ khi sinh ra và lớn lên, cái sinh vật đó nó cứ lặp đi lặp lại cuộc sống, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho tới khi nó qua đời. Anh chị đồng ý không ạ? Yes, đó là cái cách sống của những cái con vật bình thường. Tại vì những con vật nó chỉ dùng cái phần con thôi anh chị, nó chỉ dùng cái bản năng của nó để sinh tồn thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta sống dựa trên cái phần con, dựa trên cái bản năng đó, thì anh chị nghĩ xem mà, anh chị đoán xem mà, cuộc sống chúng ta sẽ như thế nào ạ? Cuộc sống của anh chị nó cũng sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cứ như vậy trong suốt nhiều năm, trong suốt 40 năm, trong suốt 80 năm. Và sau đó chị nói đó là cuộc đời. Nhưng mà chúng ta có phần người. Phần người là gì? Phần người chính là cái tư duy của mình đó. Phần người chính là cái chúng ta có quyền được cam kết, chúng ta có cái quyền được lựa chọn, chúng ta có quyền được ra quyết định. Cho anh chị được lựa chọn rằng là bây giờ anh chị sẽ học nghiêm túc, hay là anh chị sẽ nghĩ thôi thôi học mệt quá, thôi bây giờ tôi đi ngủ đây, vân vân và vân vân. Yes, bởi vì nó đến từ cái sự cam kết, và sự cam kết này không ai có thể làm cho anh chị được, mà chỉ có chính mình làm được điều đó thôi. Chỉ có mình có thể làm được cái điều này thôi. Và như sẽ hiểu được bài học này. Vậy thì cái phần người á, hãy phát triển nó. Tại vì sao cái phần con ai cũng làm được hết à? Phần con rất là dễ mà. Phần con là giờ phần con đó chính là cái việc mà chúng ta gọi là những cái dục vọng anh chị. Ví dụ như ham ăn, ham ngủ, ham chơi, hay là ham muốn sắc dục vân vân, những cái đó là cái phần con anh chị. Yes, và đương nhiên rồi đúng không? Những cái điều đó là những cái điều mà nếu như thiếu đi thì cuộc đời chúng ta nó không còn là trọn vẹn nữa. Tuy nhiên là vậy, để có thể có một cái cuộc đời nó trọn vẹn, để có một cái cuộc đời nó hạnh phúc, để có một cái cuộc đời giàu có và có thể tràn ngập những cái điều tuyệt vời luôn xảy ra với cuộc sống của mình anh chị, thì chúng ta phải để cái phần người quyết định. Và mỗi con người chúng ta có hai phần, có hai thái cực, một là phần con và hai là phần người.
Và cái phần con chính là gì ạ? Chính là cái một nửa bên trong chúng ta, đó là cái con người hưởng thụ. Và một nửa còn lại đó chính là phần người, hay còn gọi là cái con người trách nhiệm. Và có một cái điều như thế này anh chị. Chúng ta cần phải cân bằng cả hai cái phần này. À, khi mình nói cân bằng nó, một số anh chị nói ui sướng thế được cân bằng á, nhưng mà sao ạ? Anh chị phải hiểu rằng là trong suốt nhiều năm cuộc đời chúng ta đã nuông chiều cái phần con này quá rồi, chúng ta để cái phần con này nó lấn át quá nhiều rồi, cái phần người này nó không có được phát triển, nó không có được sử dụng anh chị. Và ngay bây giờ, ngay lúc này, để có thể tạo được sự cân bằng đó thì chúng ta phải phát triển cái phần người này lên anh chị. Chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống, chúng ta có thể ăn ngon mặc đẹp, chúng ta có thể đi chơi, chúng ta có thể là vui chơi giải trí, tuy nhiên cũng không được để những cái điều đó nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống, nó ảnh hưởng tới cái tài chính, nó ảnh hưởng với mối quan hệ, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Anh chị đồng ý với không ạ? Đó chính là sự cân bằng đấy ạ. Bao nhiêu số chị đồng ý là nếu chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền, chúng ta có thể tận hưởng nó, du lịch vào ngoài thế giới ạ. Bao nhiêu số chị đồng ý Huy rằng là khi anh chị có kiếm được rất nhiều tiền, anh chị sẽ được ăn những cái thức ăn mà chúng ta thích, chúng ta được ăn những món ăn chúng ta thích, chúng ta được uống những cái loại nước mà chúng ta muốn uống, chúng ta được làm những cái trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta cần phải tiết chế nó lại, mà chúng ta cần phải cân bằng nó lại, tại vì nếu như chúng ta chơi quá thì chúng ta sẽ phá hủy cái cấu trúc tài chính của mình, đúng không? À, chúng ta phải có cái sự cân bằng. Và có một cái cách cân bằng tốt nhất tới giờ, đó là khi mà làm việc, khi mà học tập thì hãy chỉ sử dụng con người trách nhiệm thôi. Hãy sử dụng con người trách nhiệm chúng ta và tập trung 100% vào con người trách nhiệm của mình. Và khi mà hưởng thụ thì sao ạ? Thì hãy cho cái con người hưởng thụ của chúng ta nó tận hưởng thật là đã, thật là xuất sắc, thật là tuyệt vời.